tôi đã thay đổi như thế nào. Trước đây, tôi là người hướng nội, sống khá khép kín nên cơ bản chẳng có bạn bè gì nhiều. Tôi có một công việc không mấy thú vị, dù vậy nó đem lại khoản tiền để tôi có thể trang trải cuộc sống cho gia đình nhỏ. Tôi cũng có sở thích nghe nhạc như bao người khác, thể loại ưa thích là bolero. Vừa hay, có một quán cà phê bolero gần nhà nên tôi thường ở đó nghe nhạc vào buổi tối. Nhìn ban nhạc họ vừa chơi vừa cười đùa với nhau, tôi cứ thắc mắc tự hỏi tại sao họ lại có được mối quan hệ tuyệt vời đến như thế. Và rồi tôi bắt đầu học nhạc bằng cách mua lại khóa học online. Tôi đã háo hức tập luyện một thời gian nhưng hiệu quả thì chẳng đến đâu. Cho đến một ngày, tôi tìm thấy thông báo trên Facebook của một fanpage với nội dung dạy thanh nhạc đỉnh cao. Thanh nhạc đỉnh cao ư? Có phải học rồi sẽ hát hay như những ca sĩ trong ban nhạc hay không? Điều đó như nửa tò mò, nửa thôi thúc tôi đến tham gia lớp học. Và đến ngày hôm nay, lựa chọn của tôi đã không uổng phí. Ban đầu đến với lớp học, vốn bản tính khép nép nên tôi khá rụt rè khi tiếp xúc. May sao thầy dạy nhạc cho tôi là một người có khả năng quan sát tuyệt vời. Thầy nhìn ra được điểm yếu của tôi và đã dạy học với phương pháp thành lập nhóm 4 người, vừa trao đổi với nhau về môn học, vừa để tăng khả năng giao tiếp. Ngoài các kiến thức, kỹ năng về thanh nhạc, thầy còn dạy thêm cho tôi thái độ sống, cách đối nhân xử thế, những kiến thức ngoài xã hội. Cùng với đó là sự nhiệt tình, chia sẻ và hòa đồng của các bạn cùng lớp, dần đã giúp tôi khắc phục được điểm yếu của bản thân và có thêm nhiều mối quan hệ mới. Cảm giác như môi trường ở đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, và giờ luyện thanh nhạc trở thành đam mê của tôi. Là vậy đó, nhờ có học thanh nhạc, nhờ lựa chọn mà không sợ sai, tôi đã thay đổi từ một người sống khép kín trở thành một con người cởi mở, sống có ích hơn cho xã hội. Còn bạn, sao không thử tìm một niềm đam mê của bản thân để có sự thay đổi, để có một bước ngoặt mới trong cuộc sống, như đến với thanh nhạc chẳng hạn. Giờ đây, tôi cũng đã gắn bó với The Sun Symphony được một năm. Cảm ơn người thầy tuyệt vời đã dạy tôi rất nhiều điều, không chỉ riêng về kỹ năng thanh nhạc, và sự chia sẻ chân thành của các bạn cùng lớp. Tôi đã và chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng The Sun Symphony lâu hơn nữa, vì nó sẽ mãi mãi là mái nhà thứ hai của tôi. Nếu bạn muốn trải nghiệm những gì tôi nói, đang có một niềm đam mê ca hát, hoặc đang phân vân không biết phải học ở đâu mới chất lượng, hãy đến với thanh nhạc đỉnh cao The Sun Symphony, nơi đam mê, hội tụ và tỏa sáng.